Lô lô lô. Ok, xin chào các anh em đã trở lại với kênh Di Khải em ơi. Ở video này thì Khải sẽ định ép cái đai lưng này em ơi. Khải mới mua cái phone này 2 kim, 4 dòng ngàn hóa. Khải cũng chuẩn bị các kiểu rồi. Phone dòng 1 sinh lực này. Đó. Rồi làm chậm dòng 2. Làm chậm dòng ẩn 1. Rồi tiếp tục đó là phòng thủ ẩn 2. Đó. Thì Khải chuẩn bị phone hết các kiểu này em ơi. Nhưng mà cái vấn đề hiện tại đang thiếu thị tinh. Với lại thiếu vài cục hiện tinh nữa. Nên giờ Khải vừa mua ít Evan chuẩn bị anh Evan nè. Anh Evan xong xuôi rồi nếu mà có gì thì Khải sẽ tìm thị tinh để ép cho nè. Nói chung ép cái đơn lần thủ lý này nè. Nó rất là tốn kém luôn nè. Rất là tốn kém luôn nè. Thường thường hiện tại bây giờ server nó bán một cái đai mắt pin 4 dòng tầm 2 triệu nè. 2 triệu hơn luôn nè. 2 triệu 2, 2 triệu rưỡi nó không bán rồi nè. Đó là ok. Khải cố gắng Khải anh kiếm ít thị tinh. Kiếm ít thị tinh rồi Khải sẽ ép cho anh em xem nha. Anh em xem video đừng quên nhấn like nha em ơi. Bây giờ trước khi anh thì Khải sẽ trước khi ép thì Khải sẽ anh Vinh cái đã. Anh Vinh vài ảo được lái thị tinh nha em. Đây Khải chiếu cho anh em xem. Anh này anh cho thằng bạn nha. Rồi, để đi đổi xu rồi đồ à. Nguyên liệu á, lấy nguyên liệu á. Đúng rồi. Nhiều quá. Rồi. Ok, nhiều lắm anh em, đợi thí nữa, đợi lại ít nữa bước cho lại tiếp theo. Chắc là anh khoảng 3 đến 4 mạng đó nè. Lấy thì tinh ép cho tầm này, ép cái đôi cái đai không lấy mà không thì tinh. Khó, rất khó ép luôn anh em. Thì mình làm phải có thì tinh mới ép được. Rồi ok, được hai mở túi rồi anh em ơi, xong ép cho anh em, anh thì tinh, anh như mình nha. Ok, đổi thôi anh em ơi. Có sẵn 100 bánh rồi. Mua thêm 900 bánh nữa. Ép bánh thường hạng 900 cái. Ok, 1000 cái nè. Giờ cái xung. Rồi, cánh. Nghiên cứu cánh kim ít thị tinh, hiện tinh ép đồ nè mày. Rồi, vô. Như đây. Hình sơn lỡ 3 vi kiếp ngự lâu thực lâu đồng cụ thiên sát tu giảm tầm này phải anh Evan thì mới có thị tinh ép nè. Má thị tinh là bán 500-600 xu trên trời vậy đó. Áo giá vải nồi được anh rồi nè mày. Này anh ạch này chắc lên 99 gần 100. Chắc này lên 10 ít đấy. Nhờ, anh gần này chấm mấy cái chưa có gì luôn trời. Ảo thiệt sự ấy. Anh em xem trong một live chơi nha anh em ơi. Anh em xem trong một live chơi nha anh em ơi. Cố gắng tìm thị tinh này nó đâu đó này. Ép đai lưng nha này. Anh Vân. Trời ơi, gần 2 nhà máy hơn rồi, chưa có luôn. Một là bài boss, sân. Má kiếm cái đặc biệt cũng được anh em. Đặc biệt là đánh kiếm hiện tinh anh em. Như vậy. Thị tinh đây, làm cho chục viên thị tinh là lời liền anh em. Làm chục viên thị tinh là có lời anh em. Thì nó làm gì? Úp cấp. Chục viên thị tinh là chục lần bài boss là ok. Trời ơi, hơn 300 cái rồi. Trời, chết rồi em ơi, toàn rồi, sắp mạnh rồi. Con thở con gỡ cố lên. Bất sân thường. Đặc biệt đi, đủ làm chục con đặc biệt cũng được. Thị tinh phục duyên. Tinh hồng báo thật. Trời ơi, gần 500 cái rồi em ơi, áo thiệt sự. Gần 500 cái rồi mọi người. Không có gì luôn. Chết đen dữ ta. Xanh thường. Ôi, một viên thị tinh. Phải kiếm chục viên thị tinh anh em ơi. Cho chục viên thị tinh đi.
video này khá nghi vấn là xe nha anh em, xe của bang anh em, anh giùm anh em nha anh em. Trời ơi, làm sao giùm cá rồi anh em ơi. Không có gì thì tin luôn. Đặc biệt, rồi. Một đặc biệt, áo quá, áo quá. Hai con đặc biệt, cố gắng kiếm 5-7 con đặc biệt cũng được nè. 5-7 con đặc biệt kiếm thiền tinh được nè. Thiền xong gom đánh kiếm thiền tinh nha nè. Trời ơi, trời ơi, rương không có gì luôn ta. Đen dữ anh em. Áo thiệt sự luôn ấy. Chỉ có một cục thiền tinh rồi, một cục tinh hồng nữa chứ. Rồi, thiền hốt lộ nữa chứ. Áo thiệt. Trời ơi, mày con này đen dữ người ta, không có gì luôn. Con này nhỏ luôn anh em ơi. Không có một cái gì luôn. Vái thiệt. Đâu bán đây làm gì vậy trời. Sân thương, ôi trời ơi, thì tin đâu. Tìm thì tin mà không có anh em, trời ơi. Anh gần 1.000 cái mà đúng một cục thì tin, vãi thiệt. Thân thường, trời ơi. Trời ơi, tôi tin hồng chi vậy, thì tin đi. Trời ơi, trời là bài bị kiếp chứ nữa. Hai là bài bị kiếp, áo áo. Vãi nồi thiệt. Lọ hồng kích, văn lông kích. Ôi đâu đừng bom bom vãi lên bom bom đừng bom đậu dân trời ơi nhìn tự tin thêm nhiên thì tin nhớ giùm em đây anh em thêm nhiên thì tin là bộ lỗ xong không có nến kỹ năng luôn không có nến kỹ năng luôn em trời ơi trời nhỏ dữ ta quá nhỏ luôn em đem vải đái luôn em không có gì luôn. Vá thiệt luôn á. Ok. Gì đâu không người ta. Toàn rác không. Bốn kim không có gì luôn. Và lần bài boss làm gì. Ngã cho xe về nhận em ơi. Lỗ rồi. Lỗ sắp mặt. Anh tiếp tục anh thứ, tiếp tục anh hạt thứ hai nha em. Rồi thì lời lỗ. Em lỗ sắp mặt. Được rồi. Trời toàn rác không. Đại lực giúp người lôi. Đừng muốn bom tí giúp dịch. Đây là bài boss này. Một đặc biệt. Giờ hai đặc biệt này. Hai đặc biệt được một kim này. Nem bất thường được hai kim này. Tinh hồng 100 xu. Hai kim 1. Hai kim 2. Nhìn thì tinh này được 30 xu đây. Hai kim rưỡi. Nhìn này được 40 xu đây. Hai kim 9. Hai kim 9. Rồi lỗ này hai kim 9 không có gì luôn. Còn lại không ra gì luôn nè. Áo nồi thiệt. 29 nói chung thu thêm chục bình thiên thổ lộ này nữa cao lắm mà đừng châm xu nữa đi tròn 3 kim em lỗ một kim trời ơi anh này anh lỗ đúng một kim luôn không có gì luôn áo vải đái luôn nè lỗ đúng một kim luôn nè mở rừng cuối cùng có được gì vãi nồi lỗ đúng một kim luôn 3 ô trống chuyển cho áo thiệt tổng rác không má chủ yếu kiếm thiệt tinh mà chua gớ gớ rồi hai cục thiệt tinh ba mươi ô mới ăn được rồi nè được cũng biết kiếp áo vải rồi tiếp tục anh tiếp bạch thứ hai nha nè trời ơi phun rương ok mở rương cuối được gì đây sợ còn được một bot được viên thuyền người tin cũng được bù lỗ được viên thuyền người tin bù lỗ này mời một bot được bắt được 400 xu viên thì tin nữa nói chung là khá là tương đối nè cũng thu được gần 4 kim hơn quá gì ra viên thì tin
Trời ơi, giờ thì tinh quý như vàng luôn em. Rồi ok, tiếp tục bài khác nha em ơi. Đang hai bước cho nó, tiếp tục bài khác. Giờ thì tinh quý như vàng luôn nè. Không phải nó giỡn đâu nè. Ok, à tiếp tục bài khác nha nè. Đang cấp 99, gần gấp 100. Tiếp tục bài khác. Đây, tiếp tục đi đòi show nè em ơi. Anh tiếp bạc thứ hai. Bạc nãy anh thu được 3.8, tính lại thuộc 3.8, lỗ 500 xu được lại cấp cho anh em. Ok, chung đợi mai tiếp tục anh cho anh em trong bàn tiếp. Anh dùm luôn giống một anh free nữa. Tầm này cần thấy tin em, anh free mạnh luôn. Đi đòi xu rồi. Đây, sửa đồ á, đồ bao tay muốn bớ rồi trời. Tốn tiền lên đảo chết luôn. Sợ đồ đâu. Hư từ le, bao tay này còn có 5 độ bền. Ok, ép 1.000 xu la thường hạ. Event này, event sinh nhật tem 5 năm nha nè. 5 năm thành công phát triển nha nè. Rồi, làm cái hàng bánh hả? Đâu. Nếu kia đèn vài đái không có gì luôn trời. Tiếp tục ra. Đồ ít nhất phải có nến, cái đồ bán bù lỗ nè, không có nến nè. Không có nến nè. Không có nớp, bí kiếp, trời ơi, trường hợp nào cũng bí kiếp, đặc biệt không? Đặc biệt. Rồi, ui, được, được. Thêm, thêm, con này ngon, ngon. Chưa hết mới gần 100 cái được 4 lần bài, 2 lần bài, 2, 2 tinh, 2 viên thủy tinh rồi. Ok, ok, thôi, thôi, thôi. Thôi, thôi. Cố lên. Ừ, đặc biệt, ok man. Man. Vô vô. À, ok. Ok. Con này thơm nha, con này thơm nha. Gồm thì tên đập các bạn, cái này lưng hợp lý. Lên lên lên. Lên. Thì là hãng. Thì tên đi. Thì tên hồng. Thì tên đi nam. Đặc biệt. Đó, đặc biệt luôn, vô quá. Thơm thơm này thơm nha. Đây về thơm nha. Đây về thơm nha. Tình hiện không minh thật. Lúc đầu hóng thạch bán rất là chạy nè. Tầm này người ta hóng xong vũ khí rồi á. Đây là ít hóng lắm. Dư khá là nhiều người rồi dư hóng thạch luôn. Kiếm 4 viên thị tinh nữa đẹp nè. 3 viên nè. Cũng kiếm 4 viên nữa là đủ on, đủ ép cái đai. 4 viên đủ ép cái đai. Còn 12 viên ép cái đai được rồi nè. Sắp không giảm. Vô vô vô. Thì tên đi. Đây mới có 6 viên rồi nè. Bên này 3 viên mới có 6 viên rồi. Không có gấp đôi vậy. 12 viên web nổi nè. Hai không bên rồi. Hôm nay được hai không bên được khá ok. Ba không bên. Ồ, ngoài này ba không bên luôn, nhiều nhiều không bên nè. Úp cấp. Đủ, hôm nay thì tin nữa đi nè, mới ba cục đứng im rồi. Lúc đầu còn thôm thôm, bây giờ đứng im rồi. Lên đây. Phải ít thử tin nhờ. Lên đây nè em. Tin hồng. Trời ơi, tin hồng nhiều nhờ. Lên thử tin, thử tin. Lúc đầu làm bụp bụp mấy dục. Giờ im ru rồi ta. Tám. Thần
590 cái thì tin đi, đủ không có một cái nến luôn, hai náo thiệt, không có một nến kỹ năng tiềm năng luôn nè, đen dữ trời. Nhưng phải có một hai nến thì mới bù là được vài trăm xu là thủy tinh nè. Tìm thủy tinh với lại tinh làm bài boss là được. Đồ đang không có làm bài boss là con bốn con mà đứng yên luôn rồi. Đơ đứng hình luôn rồi. Cho được giai đoạn đầu rồi mà. Đấy, nhỏ thiệt. Trời ơi, ra cái gì đâu không vậy? Trời ơi, chết rồi, chết rồi. Đó, tiền nó lộ không? Thủy tinh làm hai cục thủy tinh nữa ấy. Thôi xong, trời ơi, đen quá đen. Trời ơi, cái gì mà ta. Má lúc đầu ngon lành cành đạo nè. Gì mà như vậy. Ok, tính thử bao nhiêu lời lỗ rồi nè. Sắp mạnh nè. Như đây. Trời ơi, một là bài boss nè. Hai đặc biệt là một kim này, một kim hai, một kim tư, kim tư, trời, kim tư với cái này ba cục 300 xu này, kim bảy, rồi cứ giao dịch vào con này kim bảy này, từ từ tính tiếp. Trời ơi, toàn rác quá rác, có thuốc lắc không? Không có thuốc lắc luôn. Kim bảy này, tiếp tục này. Trong vu quy nói lên khiến ta đau lòng. Anh em mang về dư hốt lên. Rồi kim 7. Này tiếp tục bài chính bước thì tên bài chính này. Kim 7, như này 300 2 kim. Như này 3 kim 2 kim 3. Như này 400 2 kim 7. 2 kim 7 rồi, thế là hãng vứt đi. Bằng ngược sốt luôn. 2 kim 7 rồi. Trời ơi, 2 kim 7 cái này 300 xu, 300 xu trên một cục là được 900 xu là 3 kim 6. Thu được 3 kim 6 rồi nè. 3 kim 6 giống mới tiền thổ lộ này là khoảng 900 xu đây. 3 kim 7 trời ơi, cũng khá được mà sao đen quá, không có nến luôn nè. Em 2 ạc rồi, 2 ạc rồi. Ok, đồng ý cái này cho nó chọc lương rồi. Tiếp tục ăn ạc 3 nha. Ok, mới dứt được dương tử nữa nè em ơi. Ờ, 400 xu nữa, nói chung là cũng hợp lý. Này vừa tròn, là một bàn cấp luôn. Mới thấy được dương tử nữa là thôi mà. Rồi, thì không lộ. Rồi, biết luôn chỗ trước rồi chút. Ok, vô. Có dân tử thì thấy ngon rồi. Dân tử thì thấy ngon rồi, tiền về rồi. Rồi, ok, tiếp tục ăn ngạc 3 nha nè. Trời ơi. Rồi, nói chung ngạc này cũng úp được 3 cốc. Rồi, tiếp tục ngạc 3. Ok, mấy cái ao ép ăn ngày mai nữa mà. Mấy ăn này ăn chưa nữa. Mấy ăn này ăn chưa nữa. Ui, ép hết này chưa rồi chứ. Gì vậy? Ôi, ăn này ăn rồi. Ăn người khác thôi em ơi. Ok. Nãy tìm mạc giờ mà có ăn này nè. Ăn tiếp ăn này nè mà. Ăn cái này ốc cốc luôn. Ngồi yếm chỗ ăn luôn rồi. Nãy chạy lông to lông tăng mệt quá. Như đây. Phúc duyên. Thì hối lộ. Mở thêm cái rương rồi. Lệnh bài boss,
Ừ, khá đặc biệt, được đấy. Được đấy. Thì tên nào? Thì tên nào? Nói mà mình may mắn rồi nè. Gần bài Boston. Thiên tân. Thiên sơn. Bước cho nó thành phố. Đây nè. Qua thành đô cho nó thành anh mày này. Thứ này. Giúp cho anh chỗ thành thành đô anh mày cho. Thì tân quá trời luôn. Đấy anh hay ạ. À? Không có thì tân luôn này, ít vài đá luôn. Cho nó vài trăm lượng. Được ý ok. Rồi. Tiếp tục. Tân đây. Ít nhất phải 12 đúng là 3 viên, 15 viên thì tân thì mới ép được nữa nè. Thì tân ít quá ít luôn. Anh em vẫn cái này mà không ra thì tân chịu luôn nè. Gần 300 cái này, thích viên tiểu, trời. Tiền thổ lộ, tiền thổ lộ. Tiền tinh đi. Làm cho 3-4 cục tự nữa coi anh em. Tự đâu? Tự lâm lục dũng được. Tinh hồng, tinh hồng giờ còn 100 xu ra tinh hồng làm gì? Nó thì tinh em, thì tinh đâu? Quên thua nè mày, má anh ông này tốn gần hết 200 cái rồi, không có gì. Tiền thấu lộ, đặc biệt, ok. Cho tầm 5-7 cái đặc biệt cũng được, đánh kiếm hiền tinh. Ốc cấp gần 500 cái à. Tròn 500 cái luôn. Mới có 2-3 đặc biệt, 2 thường, 3 đặc biệt, 2 thường. Tên anh em tiền thổ lộ úp cấp tiền thổ lộ, trời đa số tiền thổ lộ nhiều gơ hồn luôn nè. Tổng tiền thổ lộ không thì tên một cục lam lục, một cục lục bớt xanh đỡ tử nó tử nữa đi, tử nữa đi, làm 5-7 cục với 3 cục ít quá. Ba cục ít quá. Ta tìm về ngọn đồi đắm cũ
Tên đây thì tên đây. Bài mình kiếp Đạo Ma Đổ Giang. Rồi đó là 2 cục 3 cục một trời. Bên người anh hồ xa khu đưa trở về sang tân hùng bình trong vu quy nói lên tin ta đau lòng chín ít anh em mang về sự hốt lên hương ngày xưa nơi đây nguyện làm tết xưa 15 năm có mấy trời bài kiếp nữa hùng bình nữa hiền âm chạm ngũ độc đao áo thiệt đấy tôi thổ lộ trời thì tên ít hiếm gơ luôn á nè tên đúng hiếm luôn á nè anh nhưng mà con nào cũng trung bình 3 cái không được 5-7 viên như hồi trước nữa nè trời ơi giờ đang như thì tên giờ đang như thì tên mừng hú dí nè vãi thiệt ok chốt cái lời lộ nè trời không có một cái nớ nào luôn vãi thiệt không có một cái nớ nào luôn nè không hiểu sao hiểu được anh ba ạ liên tiếp không có một cái nớ nào luôn lỗ sắp mạnh luôn áo thiệt sự không có một cái nớ nào luôn vãi thiệt quá nhỏ rồi xem lời lỗ này 500 xu 500 xu cái 5 cái 5 cái này 400 nữa cái 9 2 cái 2 2 cái rưỡi 2 cái 8 3 cái 2 3 3 3 4 3 cái 4 rồi cho 3 cái 5 này 32 cục nó là 4 gần 4k chung cũng được gần 4k nè chung tầm đoàn được 4k rồi tầm 4k đấy nghĩ đâu 4k đi ok cùng cái cuối cùng em Nguyễn Vinh là 4 kim mấy cứ một ạc là 4 kim mấy nè mà thu lại cũng khá là nhiều nhưng mà phải xử lý hoặc là bán thì mới có lời đâu nè nếu mà xài thì không có lời gì đâu rồi rồi nói chung cũng khá tương đối không lỡ không lời lắm nhưng mà rất tiếc là không có một cái nớ nào luôn nè anh ba ạc liên tiếp mà không có một cái nớ nào luôn nè áo thiệt sự một con ngựa trời ơi không có boss luôn quá nhỏ chợ không minh thạch nữa không minh thạch quá trời luôn nè không minh thạch quá trời luôn tốt ba tốt cá nhân nữa ngủ động này ôi ra rồi phun rừng thấy này phun rừng